khi Win S, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhật ký đường đua. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, vòng đua quanh Hồ Xuân Hương ở thành phố Đà Lạt là một vòng đua truyền thống của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông L1 giải. Và ở chặng đua này, dù biết là khó có thể tạo nên được những thay đổi trên bảng tổng sắp cá nhân lẫn đồng đội, nhưng việc có thể giành chiến thắng chặng cũng là một quyết tâm, một khao khát của bất kỳ một tay đua nào trong làng xe đạp đường trường Việt Nam. Và tay đua nào biết tận dụng cơ hội và thời cơ để tạo nên chiến thắng chặng thì tay đua đó sẽ là người có được điều mình mong muốn. Nếu như những ai nghĩ rằng sau khi chinh phục hai ngọn đèo khó ngoạn mục và brand, chặng đua truyền thống quanh Hồ Xuân Hương ở thành phố Đà Lạt ngàn hoa sẽ thiếu đi phần tốc độ, chắc hẳn đã phải bất ngờ với những diễn biến vô cùng sôi động ở chặng 20. Tập thể Đồng Nai là những người chủ động tốc độ để bảo vệ áo vàng Louis Desriac cùng ngôi đầu cúp đồng đội. Tập thể Thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn Lộc Trời An Giang nhắm đến việc thu ngắn cách biệt ở cả bảng tổng sắp cá nhân lẫn đồng đội. Trong khi dược Domesco Đồng Tháp muốn củng cố chiếc áo xanh vua nước rút cho Nguyễn Tấn Hoài. Bên cạnh đó, những đội không còn khả năng tranh chấp danh hiệu cũng muốn bước đi tìm cơ hội giành chiến thắng chặng. Tất cả đã tạo nên 10 vòng đua ở thành phố Đà Lạt với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông L1 giải. Mục tiêu về lý thuyết chiến thuật là vậy, nhưng để thực hiện lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Lường trước mọi ý đồ tấn công, hai tập thể mạnh là Đồng Nai và Đồng Tháp là những người chủ động cầm nhịp tốc độ, bình tĩnh hóa giải mọi đợt tấn công của các đối trọng. Từ lúc đua ở vòng Hồ Xuân Hương, tất cả các giải đua tới giờ thì hôm nay tâm nghĩ hôm nay là chặng đua có thể nói là tốc độ cao nhất từ trước đến giờ. Ra hôm nay tất cả các cuộc tấn công từ tất cả các đội tập trung tấn công để có thể chiến thắng chặng ngày hôm nay ở một nơi gọi là Đà Lạt, thành phố ngàn hoa, một thành phố rất thơ mộng. Các đội chủ yếu là muốn đánh vào vị trí đồng đội tổng sắp. Và đồng đội Đồng Nai cũng thấy được điều đó và cố gắng giữ các đội tranh chấp đồng đội với Ba Lai Đồng Nai. Những kịch tính được đẩy lên cao trào ở hai vòng đua cuối và không ai khác ngoài các học trò huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt làm điều này. Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Trúc Sinh của Thành phố Hồ Chí Minh New Group khiến tất cả phải nhắc đến tên mình. Nỗ lực nhấn bàn đạp của tay đua sinh năm 1997 vẫn nhằm vào mục tiêu phá sức của đoàn đồng phía sau, tạo cơ hội tốt hơn ở vạch đích cho các đồng đội còn lại. Còn nếu Trúc Sinh có thể thoát đi thành công, đó sẽ là chiến thắng chặng thứ hai của Sinh ở cuộc đua năm nay sau chặng đua vòng quanh cầu Trường Tiền Phú Xuân ở thành phố Huế. Nhưng dùng sức một người phá sức một tập thể mạnh là điều không dễ dàng. Chỉ cần nạp thêm chút tốc độ, hai ekip Đồng Tháp dễ dàng bắt lại để đưa đoàn đông về rút. Tại vạch đích, khán giả đã chứng kiến cú nước rút hoàn hảo đến từ chân rút chủ lực của đất sàn hồng. Với chiến thắng chặng thứ tư ở cuộc đua năm nay, Nguyễn Tấn Hoài không chỉ sẽ chắc ngôi đầu trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh, mà anh còn tiến sát top 10 tay đua dẫn đầu trên bảng tổng sắp cá nhân. Hoài đang tạm gác điểm áo xanh với hai tay đua xếp sau là Lê Việt Minh và Trịnh Đức Tâm. Thì hôm nay đội cũng chủ yếu là giữ điểm, riêng đội Thành phố Hồ Chí Minh thì quyết tâm đánh áo xanh thì đã đưa Lê Việt Minh về gút và Hoài thì phải chen lên gút để giữ điểm áo xanh và hôm nay Hoài đã gút thắng Lê Việt Minh. Xin cảm ơn người hâm mộ đã chào đón đoàn đua cúp truyền hình rất là nhiệt tình và đông như thế này. Ấm áp, nhiệt thành, tình cảm của khán giả Đà Lạt dành cho cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn tròn đầy trong suốt hơn 30 năm đoàn đua đặt chân đến nơi đây. Năm nào cũng chờ đoàn đua đến để đi xem, rất là vui. Người mình dân Đà Lạt là thấy phấn khởi hơn. Người dân Đà Lạt là rất là yêu cúp truyền hình. Ngày chính tôi cũng là người lớn tuổi rồi nhưng mà tôi cũng thích đi. Cái năm đầu tiên thì đơn sơ lắm, không có những cái tổ chức như hiện nay. Bây giờ thì nó hiện đại đi, thành cái tổ chức bây giờ là nó rất là tuyệt vời. Tôi rất là sung sướng. Theo dõi qua từng năm thì HTV làm càng ngày công nghệ rất là tiên tiến, truyền tải được cái tất cả các hình ảnh đẹp về đất nước. Cảm thấy là mình rất là may mắn gọi là được là một người con của Việt Nam. Tâm huyết của vận động viên rồi về cái mà anh em đài truyền hình, quay phim, nhà báo rồi rất là ok, cũng như là đáp ứng được hết tất cả những gì bà con mong mỏi. Tôi tin rằng là tất cả người Việt Nam xem cuộc đua này đều tự hào mình là người Việt Nam. Cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào vì có cơ hội mang đến cho khán giả truyền hình vẻ đẹp của quê hương xứ sở, tự hào lan tỏa tinh thần Việt Nam mạnh mẽ, không lùi bước trước khó khăn, luôn nỗ lực hướng về phía trước với niềm tin chiến thắng. Chúc ban tổ chức nè, với lại các đoàn thể với các động viên thành công tốt đẹp. Chúng tôi yêu quốc kỳ Thành phố Hồ Chí Minh. Quay nhanh ta lướt trong mưa xa. Quay nhanh chiến thắng trong tim anh. Quay nhanh vượt qua ngàn gian khó bằng trái tim tuổi 20 nồng nàn. Thật sự là rất cảm ơn những tình cảm ấm áp của khán giả Đà Lạt, và chắc hẳn là thành phố ngàn hoa vẫn luôn là điểm dừng chân thân thương của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong rất nhiều năm nữa. Đến đây thì chương trình Nhật ký đường đua hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải năm 2021 tiếp tục thi đấu trạng 21 từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, lộ trình 110 km. Chặng đua áp chót, cung đường ngắn, thời tiết mát mẻ là điều kiện lý tưởng để đội đua tấn công mạnh mẽ, nhất là những tay đua trẻ cần vươn lên để khẳng định mình. Đón xem truyền hình trực tiếp trạng 21 lúc 8 giờ ngày 29 tháng 4 trên HTV9 và HTV Thể Thao.